Kính thưa quý thầy cô và các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu những cái điểm mới trong thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học. Thưa quý thầy cô, thì chúng ta biết là ngày 4 tháng 9 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 27 quy định về đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư này bao gồm 4 chương và 17 điều. Và thông tư 27 này thì có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Thì trên cơ sở là kế thừa những cái điểm, những cái ưu điểm của thông tư 22 và thông tư 30. Thì trong thông tư 27 này thì có những cái điểm mới gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu một số lưu ý trong thông tư 27 về đánh giá học sinh tiểu học. Những cái điểm mới thứ nhất là về cái quy định đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo lộ trình, nghĩa là từ năm 2020-2021 thì thực hiện đối với lớp 1, và đến năm học sau 2021-2022 sẽ thực hiện đối với lớp 2, và năm học 2022-2023 thì thực hiện đối với lớp 3, năm 23-24 thì đối với học sinh lớp 4, và đến năm 2024 và 2025 thì áp dụng cho tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Đó là cái điểm mới thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là về cái đề kiểm tra định kỳ. Thì theo thông tư 22 thì quy định 4 mức, thì ở thông tư 27 thì quy định chỉ còn 3 mức. Mức 1 đó là vừa nhận biết, học sinh nhắc lại hoặc mô tả được cái nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong cái học tập. Cái mức 2 là kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự. Và mức 3 là vận dụng các cái nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những cái phản hồi hợp lý trong học tập và trong cuộc sống. Như vậy thì thay vì 4 mức của đề kiểm tra như hiện hành theo thông tư 22 năm 2016 thì thông tư 27 mới này thì quy định chỉ còn cả 3 mức như vừa nêu. Cái điểm mới thứ 3 chúng ta cần lưu ý đó là trong quá trình đánh giá thì giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các cái phương pháp đánh giá. Theo đó thì trong đánh giá thường xuyên về nội dung học tập, các môn học, hoạt động giáo dục thì giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các cái phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chỗ chưa đúng và cách sửa chữa. Việc nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết. Khi thật sự cần thiết thì chúng ta mới viết cái nhận xét vào, và để mà có cái biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời học sinh. Về sự hình thành và phát triển phẩm chất năng lực thì giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp các cái phương pháp đánh giá, căn cứ vào những cái biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học sinh, đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Đó là cái điểm chúng ta cần lưu ý thứ ba trong cái đánh giá, thì giáo viên cần sử dụng linh hoạt và phù hợp các cái phương pháp. Cái điểm thứ tư chúng ta cần lưu ý nữa là giáo viên thì được chấm điểm 0 vào bài kiểm tra. Thì cụ thể trong đánh giá định kỳ thì bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Thì thông tư 27 này thì đã bỏ cái quy định là không cho điểm 0 đối với bài kiểm tra của học sinh tiểu học. Nó bỏ cái ý này thì chúng ta có thể là cho điểm 0 đối với các cái bài kiểm tra mà các em không làm được gì. Cái điểm lưu ý thứ 5 đó là đánh giá cái kết quả giáo dục của học sinh cuối năm học là theo 4 mức. Mức thứ nhất là hoàn thành xuất sắc, thứ hai là hoàn thành tốt, thứ ba là hoàn thành và thứ tư là chưa hoàn thành.
Ở mức hoàn thành xuất sắc thì những học sinh mà có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức hoàn thành tốt, các phẩm chất, năng lực đạt mức tốt, bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên thì sẽ đánh giá kết quả giáo dục của học sinh đó là đạt hoàn thành xuất sắc. Đối với những em học sinh mà chưa đạt mức hoàn thành xuất sắc nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức hoàn thành tốt, các phẩm chất năng lực đạt mức tốt, bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên thì được xếp là hoàn thành tốt. Đối với hoàn thành thì những học sinh chưa đạt mức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức hoàn thành tốt hoặc là hoàn thành thì các cái phẩm chất năng lực là đạt mức tốt hoặc đạt, bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học thì phải đạt 5 điểm trở lên thì được xếp là hoàn thành. Đối với chưa hoàn thành là những học sinh không thuộc các cái đối tượng trên xếp là chưa hoàn thành. Đó là theo đánh giá kết quả giáo dục của học sinh cuối năm theo 4 mức như vậy. Cái điểm chúng ta cần lưu ý cuối cùng đó là về cái khen thưởng cuối năm. Khen thưởng cuối năm chúng ta có danh hiệu học sinh xuất sắc dành cho những học sinh mà được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức hoàn thành xuất sắc thì nó đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Thứ hai là danh hiệu học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện dành cho những học sinh mà được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức hoàn thành tốt đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có sự tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất nhân lực được tập thể lớp công nhận thì được khen thưởng với danh hiệu là học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các tốt trong học tập và rèn luyện. Đó có hai hình thức khen thưởng cuối năm, hai danh hiệu cuối năm như thế. Đó là 6 cái điểm mới chúng ta cần lưu ý trong thông tư 27 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học. Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các thầy cô sức khỏe.